cái giường con kìa má. Làm cái gì? Thấy sao nó vậy đó? Nói gì nữa giờ? Anh nói cho em biết luôn, Trang có bầu với anh rồi đó. Có bầu hả? Rồi sao? Tôi cho phép á. Chứ cô nhìn lại bản thân mình đi. Bao nhiêu lâu rồi cô có đẻ được không? Ừ? Ít ra bây giờ con bé Trang nó đang có bầu. Con của thằng Cường đó. Sao? Ức ức quá, nhắm mà ra vô sống chung đụng nhau không được. Khó khăn quá thì thôi ly dị đi. Chừa cho nhau lối thoát vậy phải được hơn không? Mà có thể nói chuyện với con như vậy hả? Mẹ con mấy người là đồ c**t nạn. Có cái gì? Mày chửi ai c**t nạn? Bây giờ cuốn đồ bước ra khỏi cái nhà này. Tao sẽ đưa Trang về nhà. Đi ra ngoài đi em. Ở đây anh nghe nói nhức đầu lắm.